chào mọi người, mình Linh nè. Thì hôm nay mình sẽ tới Marseille của Brazil và sau đó thì hành trình sẽ qua bên Ilhabela, một cái đảo nhỏ cũng thuộc về Brazil luôn. Thì mọi người hãy cùng đi chơi với mình nha. Và đây là cái khu người ta hay tụ tập để chơi ván trượt đó mọi người. Nhìn rất là hoành tráng phải không? Dạ, ở vậy biển Vũng Tàu mình mà có chiếc xe như vậy mà chạy cũng ngon này ha, du lịch cũng vui đi chứ. Hôm nay khi tàu cập cảng mà mình đi ra bãi biển hơi xa, vì thế mình sẽ đi bằng xe. Và khi mình quay lại thì mình sẽ đến đón xe buýt ngay tại cái trạm này, trạm xe buýt này để mà quay lại tàu. Thì bãi biển ở Brazil nó rất là nóng, nóng hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Nên mọi người mà đi thì người ta sẽ có một cái dù riêng người ta cắm. Và nhưng mà đây là có cái dù sẵn rồi. Mình có thể thuê, có những khi mình có thể thuê lều đó mọi người. Đó, ra và mình sẽ căng lều lên và ở chung với gia đình, ăn nhậu trong cũng được. Ở Brazil có những cái cách quảng cáo thật là bá đạo, giống như là máy bay trực thăng á, người ta bay xong bên người ta chở theo cái băng rôn bay vòng vòng ở trên trời vậy đó. Có lẽ trong tương lai gần nhất cũng sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Mình hy vọng vậy. Và ở cái bãi biển này thì có sự quảng cáo đặc biệt trước mắt bạn thấy rồi đó. Tất cả cái quảng cáo ở nằm trên cái thuyền buồm. Nó trên những cái lá buồm họ sẽ quảng cáo tên cái sản phẩm và công ty. Thì ngày mai tiếp theo đó mình sẽ qua bãi biển của Ilhabela. Bãi biển đó thật là tuyệt vời, nước rất là trong. Giờ mình quay về tàu trước đó.
Bây giờ mình cùng mọi người đi ra cái đảo Ilhabela của Brazil nha. Cái đảo này không có lớn lắm nhưng mà rất là xinh đẹp và nước rất là trong. Tại vì bãi biển này rất là cạn nên tàu lớn không thể nào vô trong cái đảo đó được. Vì thế mình sẽ sử dụng tàu nhỏ. Thì cái lúc trước mà bắt đầu làm cho cái hãng tàu này thì mình làm ngày thì ban đêm ngủ, còn làm đêm thì ban ngày ngủ thôi, tại vì rất là mệt, làm nhiều nữa đó. Nhưng mà dần dần mình quen cái không khí, quen cái môi trường, quen cái công việc rồi thì bây giờ nó còn dễ, ra ngoài cũng nhiều hơn. Thì đi mấy năm rồi thì cái cảng nào mình cũng biết, nói chung thì toàn cần cần cũ không à, nên mình sẽ chọn những cái địa điểm đặc biệt. Trước kia thì đi ra ngoài đi chung với một tốp thì họ sẽ biết đường và họ sẽ dẫn mình đi. Còn bây giờ thì rảnh rỗi là sắp xếp mình đi một mình luôn chứ không có cần đợi họ nữa đâu. Quen rồi mà, thành ma cũ rồi mà. Así que para mí tiene que haber algún vuelo directo al sur. Ủa đằng kia bán cái gì ta? À đồ thủ công mỹ nghệ. Chà đẹp ghê ta. Cung tên nè. Rồi vòng trang sức. Mấy cái đồ lưu niệm. Vòng tay. Tất cả là bằng gỗ à. Cái này mua về làm quà được đó. Nhưng mà mấy cung tên thì thôi, không có mang lên máy bay được. Ở cái nhà thờ này mình thấy cái tượng Chúa là cái đặc biệt nhất đó, được làm bằng thép này. Bạn thấy cái nhà hàng này không? Có chị dê, chắc là con dê con lỗi dê á. Ngon
ngôn ngữ của Brazil á thì người ta nói bằng tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt nhất của cái vùng Nam Mỹ này. Tất cả những nước xung quanh Brazil giống như Uruguay, Chile, Argentina và những nước khác thì người ta nói tiếng Tây Ban Nha. Giống như ở Trung Mỹ, nước Mexico người ta cũng nói tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt là Bắc Mỹ, nước Mỹ và thêm nước Canada thì người ta nói tiếng Anh thì mọi người biết rồi. Thì mình đi chơi du lịch đó thì mình nói tiếng Anh thôi. Bây giờ quay lại tàu. Bây giờ mình quay lại tàu bằng một chiếc tàu nhỏ. Thì bình thường á thì mình xếp hàng dài lắm, tại vì người ta bỏ xuống một hoặc hai chiếc thôi nên đa số thủy thủ người ta sẽ làm việc, người ta sẽ ở lại luôn tại vì thời gian không có nhiều mà phải xếp hàng nữa, khách hàng rất là đông nên mình sẽ ưu tiên cho khách hàng trước, vì thế thời gian không đủ để mà chơi đâu. Nhưng mà hôm nay tới cái cảng này thì nó thả nhiều toàn bộ, vì thế mình không có cần phải xếp hàng lâu đâu nên quay lại cũng nhanh. Thường thường á thì cái tàu lớn này á họ vào họ dừng ngay tại bờ luôn á thì mình xuống khỏe lắm, nên không có cần phải đợi xếp hàng để mà lên cái tàu nhỏ. Mọi người cũng ra ngoài nhiều. Rồi sắp tới cái tàu của mình rồi đó, mình có thể thấy từ xa. Thấy con du thuyền của mình làm có đẹp không mọi người? Đây là hãng của Ý, Costa Crociere. Thấy cái ống khói màu vàng không? Và chữ C màu xanh, chữ C đó là chữ Costa Crociere. Thì cái ống khói rất là đặc biệt để nhận biết các hãng tàu với nhau. Nó chiều dài là 230 m, từ đầu tàu cho tới đuôi tàu luôn. Và gồm có 14 lầu. Bên dưới tầng hầm thủy thủ thường là sẽ ở dưới tầng A, tầng tức là tầng zero là tầng trệt đó, còn tầng A, tầng B và tầng C nữa thì thủy thủ và các hoạt động khác thì mình sẽ ở tầng zero và xuống dưới tầng A, tầng B, còn tầng 1 trở lên là mình sẽ dành cho khách hàng. Thì hai dãy tàu hai bên đó, hai cái dãy tàu nhỏ hai bên đó, đó là cái tàu mình đang đi này, cũng là cái tàu cứu hộ luôn, mình hay gọi là cái tender đó. Thì một chiếc như vậy là có 150 chỗ ngồi, và không những cái hai dãy tàu này mà mình có rất nhiều cái phao khác, một phao là chứa khoảng 35 người. Mỗi người mà lên cái tàu kể cả thủy thủ hay là hành khách đều có một cái chỗ để mà cứu sinh viên, nên đó, mọi người trên lên trên này họ đã đến chân sự an toàn của mình. Thôi bây giờ mình tới rồi, bây giờ mình về đi nghỉ nha, hẹn gặp mọi người lần tới nha, bye bye.